Mới trôi qua có lẽ là một điều khó quên nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi thì không ngờ khi ghét một người thì ra lại ghét tới mức độ như vậy. Tôi thì muốn ông chết. Bà xã, bà cũng kỳ nữa. Cậu sanh em về tới cực như vậy rồi mà còn phải kêu cậu nấu cơm nữa. Cái cửa tối nay đó để nấu được rồi. Để em giúp chợ. Hả? Em à, có cánh gà không? Có chứ, anh hay nhất là cái món đó. Cũng là cái món cánh gà chiên bơ mà em thích nhất nè hả? Em giúp anh. À, được thôi, bắt đầu rắc nữa tôi nấu cơm nha. Ai khỏi cần làm gì cả. Cứ về ra ngoài ngồi chơi đi. Tất cả mọi việc tôi làm hết cho. Hả? Em à, để anh phục vụ cho em thật tốt nha. Hả? Năm cái. Ê, chỉ có 10 cái mà em dành ăn hết phần nữa rồi. Để khi khác đi. Em phải ăn hết nữa đó. Ê, được. À, đúng rồi. Tại sao tự nhiên anh ở bển mà chạy qua đây vậy? Có người nói vợ mà nhớ chồng nữa hả? Thì mau đón bả về bển. Kỳ gì? Không đâu. Cố không bao giờ nói những điều kỳ vậy đâu. Vợ nhớ chồng mà coi cũng là chuyện kỳ sao? Nè em à, em còn phải đã trở về Mỹ rồi hả? Ai nói vậy? À, thì là bọn người anh hùng đó. Anh không biết được ba tên này sao? Đúng. Thì ra là tụi này quậy chuyện ha. Xem ra em có thù với mấy người này hả? Cả người thù cũng đi nhìn rồi em nhớ anh đó. Anh khẳng định là em chắc chắn là nhớ anh lắm đó. Ba cái tên này không phải là thứ đàng hoàng đâu. Anh đừng có bao giờ đó nha. Hey, em à, đừng có phê phẩm người ta bậy bạ. Ai cũng có khuyết điểm lẫn ưu điểm mà. Em với anh chưa hẳn là người xấu hoàn toàn, cũng chưa hẳn tốt 100% đâu. Được rồi. Em à, có phải là em tuyệt nhớ anh hay không? Em không chọc tức anh nữa đâu. Không chịu nhìn thì không cho ăn. Ấy à, nè, nè, em đây, đi em mà, đi. Cũng là lúc thích đáng rồi. Tôi được. Thôi đi, hoàn toàn để em ăn hết đó chịu chưa? Có lẽ đây là ý trời.
Vị trí của Annie trong căn nhà này không ai thay thế được. Vậy thì chồng của cô Tâm đó cũng chẳng ai thay thế được. Cho dù có về cũng phải qua bển chào một tiếng, không nên làm chuyện nhỏ mọn. Phải đi liền. Làm ơn nói giúp tôi tiếng máy bay. Đừng có cho rằng tôi không buông tay. Tôi chưa bao giờ bắt buộc cổ đâu. Ê, anh Trang đâu rồi? Thì ra những người ủng hộ tôi đó là các anh. Trước nhất cho tôi có lời cảm ơn. Người phàm luôn bị tình gò bó. Anh là vậy đó. Hễ nói chuyện tình yêu lãng mạn thì giống là một kẻ tao nhân. Bây giờ có nghĩa là muốn nói tới ái tình thì khó lọt qua lắm. Nếu không đâu gọi là ảnh. Đúng vậy. Ai mà không bị tình gò bó chứ. Mình giúp đỡ lẫn nhau, đó là chuyện đúng thôi mà. Có phải không? Cảm ơn. Tôi thì không ngờ mấy anh mới đây đã nhận được tin. Tin gì vậy? Phải ha. Mấy anh không phải gọi tôi ra gấp như vậy, có chuyện gì? Con cái dâu này, đúng lúc phải nhờ anh ra tay, giao lại cho. Được, được thôi, tục truyền lo 10 năm trước đây, kế bên nhà tôi con cô gái xinh đẹp. Nên nè, khoan khoan, để tôi bổ sung nha, phải nói là yêu thầm. Yêu thầm? Chẳng có bao lâu, cô Hiền Thục đó lại dọn đi. Để tôi bổ sung nữa, cô Thục Hiền đó tức là người ổng yêu thầm. Từ đó về sau, tôi không còn gặp cổ nữa. Ê, tôi bổ sung nữa, tới cuối cùng ổng lại gặp người ta ở ngoài đường. Phải, cuộc đời của anh chỉ có yêu cô đó thôi hả? Bây giờ cậu thấy tôi quả nhiên một mình, tưởng tôi ế vợ ha? Cuộc đời của tôi chẳng những có tận quen thân với tôi hả? Đếm hết đầu ngón tay của mấy cậu cũng chưa có đủ đếm à. Wow, thì đã ông hào hoa quá vậy. Tốt, đó là thời, còn không tốt nói là kiếp. Nè, một mình người nào đó tình yêu nó là trải qua 10 kiếp. Đối với chuyện đời sẽ quán triệt thấu hiểu hết. Wow, nói 10 lần hả? Thích như vậy không đó? Vậy thì rồi anh đó kiếp hay là thời? Mối tình yêu nào mà không có kết quả, tôi gọi đó là kiếp. Nhưng mỗi lần nào đó, tôi cũng làm tới đúc kết sạch sẽ đàng hoàng. Mãi cho đến khi tôi 35 tuổi, tôi đã không hận không yêu. Đem những tình yêu lãng mạn đó hoàn toàn gạt đi hết. Mãi cho tới ngày hôm nay. Lúc mà tôi gặp lại cổ, tự nhiên tim của tôi đập mạnh dữ lắm. Tôi lại băn khoăn lo âu. Ngay cái khoảnh khắc đó, tôi đã biết rõ là còn một cái kiếp tôi chưa có qua khỏi được. Còn nếu như không gặp cậu nữa thì có thể tránh qua không? Thời thì có thể để lỡ qua, còn kiếp thì đâu có thể nào tránh. Nè, đối diện đó là một cái cách duy nhất mà thôi. Nói đúng lắm. Nhưng mà nếu như anh cao siêu quá, tôi còn làm được gì nữa? Nè, tôi không được thì thôi, nhưng mà anh thì được đó. Đúng như vậy. Thật ra anh với Yam đó có một cái điều này giống nhau lắm. Thứ nhất, Yam năm xưa đã 45 tuổi, Thục Hiền mới 30 tuổi. Đôi bên đó có sự chênh lệch nhau về tuổi tác. Thứ hai, cô Hiền đó đã có chồng. Không đâu, tôi cảm giác giùm cổ, có lẽ là có bạn trai. Cổ có ý với anh hay không? Chưa biết, tôi nghĩ chắc tôi không giúp được anh. Nè, tôi không có làm ai đâu. Sao mà giọng ơn bộ nghĩa quá vậy? Nhờ người chẳng thà nhờ ta đi. Chồng của cô Tâm trở về rồi. Gì chứ? Chồng của cô Tâm trở về rồi. Như vậy thì bề mặt của cổ như thế nào? Cổ vui vẻ lắm. Nhưng mà đột nhiên cổ lại quên mất đi sự tồn tại của tôi. Qua đây. Nè, nhớ nha. Anh nhất định ao rồi. Bỏ qua đây.
không còn nói cái gì nữa, chỉ giận tôi thôi. Nhãn thần của họ đó không khác gì những ngôi sao ở trên trời, chỉ giật trên chân tôi, nhưng mà không có ý kiến gì phát biểu. Đột nhiên tôi lại cảm thấy tôi như một con sư tử nhỏ bị thương ở trong bãi hoang. Cô độc lắm, cô độc lắm. Rosa, mấy tờ giấy lát nữa đi họp đã xong hết chưa? Dạ đã ok rồi, nhưng mà Maggie còn chưa vô. Còn chưa vô? Dạ phải. Good morning. Good morning, good morning Maggie. Maggie, sao bữa nay mặc đẹp quá vậy hả? Ừ, bữa nay cô thiệt đẹp quá đó nha. Thôi được, bữa nay ăn trưa tôi đãi. Chị qua đây chút đi. Tối hôm qua thấy hai người ngủ ngon lắm mà về cũng đi trễ hả? Tại tối hôm qua nói chuyện với ông cho tới sáng đêm, cho nên mới đi trễ đó. Tiểu biệt hơn tân hôn ha. Tuấn Xanh. Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa có phải thay thế cho ETT hoặc cái gì? Được rồi, để tôi làm hết cho. Yên tâm đi Maggie, tôi sẽ giao nhiều công việc cho ảnh làm. Đúng vậy, tôi sẽ kiếm nhiều công chuyện cho ảnh làm. Đừng có lo. Làm việc đi, nói nhiều quá được việc hay sao? Chết rồi. Thôi được, tôi vô văn phòng làm việc. Ok. Quý Tâm. Ông xã, làm gì vậy? Chạy làng hả? Phải rồi. Anh là ông xã của tôi, Trần Đức Phương. Chào mấy cô. Ê, bị điểm nguyệt hả? Rosa, Emily, đi xuống lấy giấy tờ giùm tôi. Ê, đại với Hân, Hân qua bên phòng nhân sự coi hồ sơ đã xong chưa? Cậu Xanh à, ăn sáng chưa vậy? Anh à, đừng có làm phiền ảnh làm việc. Tuấn Xanh à, vô đây với tôi. Cô Lạc à, bắt đầu cái khoảnh khắc ông Đức xuất hiện đó, tôi chưa hề nói một câu nào mà phải gọi là không đáng để nói. Anh làm gì vậy? Anh tưởng tôi kêu anh vô đây để cảnh cáo anh hay sao? Ngồi đi. Chúng ta đã làm chung với nhau một thời gian, tôi chưa đến nỗi không có chút nhận thức nào với anh. Tại sao vậy? Anh chỉ qua đây có một tuần lễ thôi, tại sao phải dọn qua nhà có Kê đi ở chứ? Làm gì vậy? Em sẽ cái tí không thích anh à? Anh với cổ đâu có nói chuyện tới bao nhiêu chứ? Em à, em cứ nghĩ coi, lúc mình cặp với nhau đó, tới khi mình làm đám cưới với nhau, cổ còn làm người chứng cho mình nữa mà. Ở khách sạn cũng được mà, em chỉ đi có hai bước đường là tới rồi, cũng tiện lắm đó anh à. Em à, đâu còn có xài phí tới vậy chứ. Thật ra anh cũng muốn nhóm mặt lại với cổ. Sao phải ứng mạnh quá vậy? Đâu phải. Không thể phủ nhận khả năng xử sự của anh rất là khá, nhưng có nhiều chuyện anh biết không có nghĩa là người ta sẽ biết. Có phải cô sợ Quê Tâm không có khả năng xử sự vụ này? Đúng, tôi công nhận, hễ người nào mà mình đã quan tâm đó, mình phải tận hết khả năng để bảo vệ kẻ đó. Muốn và làm là hai điều khác nhau. Có lẽ trong thời gian này tôi đã từng trải nhiều việc, tôi mới phát giác thì ra lối sống bình thản thì hiếm có lắm. Cho nên tôi không muốn mấy kỳ khó xử. Thậm chí cậu cũng không biết phải xử thế nào. Yên tâm đi, nếu như thực sự quan tâm tới một người, không bao giờ để cho người đó khó xử. Trường hợp của ông Đức là một ông chồng rất tốt. Hai Katie, tôi có cái này muốn bàn với chị một chút. Vô phòng nói chuyện. Cần gì phải vô phòng chứ, cậu Xanh đâu phải là người ngoài cuộc đâu. Thôi được, ông xã của tôi nói muốn ở tạm nhà của chị vài bữa đó. Nếu như chị thấy không được tiện thì anh ở khách sạn. Không thành vấn đề. Còn mày hỏi nữa sao em? Kitty lúc nào cũng lịch sự lắm. Lát nữa mình cũng đi ăn cơm với nhau nha. Không được, em còn phải đi họp với Kitty. Thôi cũng được.
À, Sen à, lát nữa đi ăn cơm với tôi nha. Anh phải đi gặp khách giùm tôi. Thôi được, tình trạng này á, tôi chỉ có nước các bạn tôi đem mà thôi. Ê, Đồng Loan Loan kẹt xe lắm, anh liệu thời gian nha, lái xe qua bển đi. Nè, Kitty à, tôi cũng có bạn ở bển nữa. Sau đây, lát nữa chở tôi đi nha. Ông xã à, anh đừng có làm trở ngại người ta làm việc. Bên em làm gì vậy? Sao chuyện gì cũng hứng mạnh quá vậy hả? Phải, cũng tiện thôi, để tôi đem đi theo, đi được chưa? Được rồi, đi đi. Xin phép nha. Bye bye. Bye bye. Tuấn Sành biết chuyện lắm. Bộ chị không tin tưởng anh hả? Tôi không phải không tin tưởng ảnh. Tôi cảm thấy làm như vậy đối với ảnh thật tàn nhẫn lắm. Suy cho cùng, chuyện này tự anh chuốc lấy. Phải, anh rất là trung thành với tình cảm, nhưng tôi tin tưởng ảnh biết xử sự. Hey, tự nhiên hư xe, không biết anh xui hay là tôi đen. Nè, có cái này muốn hỏi anh. Hỏi đi. Anh có kéo dây kéo không vậy? Có chứ. Có kéo dây kéo hay không anh không biết. Con người của anh thì hay quên quá nha. Cái đó đâu phải là chuyện lạ đâu. Coi nè, xe em ra bận đến nỗi lấy người tình cũng quên tặng qua cho vợ. Điện thoại cũng không gọi về. Thật à? Có chuyện gì hay sao? Tôi lại quên mất tiêu đó. Thiệt hả? Anh Sành à, lát nữa chắc tôi đi mua đồng hồ có được không? Đi mua? Đúng rồi. Nói thiệt nha, bà xã tôi đeo cái đồng hồ này thì không lịch sự lắm. Tôi muốn mua một cái đồng hồ vừa giá trị vừa có sự kỷ niệm để mà tặng cho bà. Biết coi có được không? Được. Thích hợp cho ông lắm đó. Mà mè quá, tụi thanh niên mới đốn. Ông cũng được, có phải là già lắm. Ôi, cô biết nói đùa quá ha. Anh thì không phải già lắm đâu. Hôm qua tôi cũng có gọi điện thoại cho cổ. Cổ cũng chẳng phải là không có ý với tôi, nhưng mà chỉ chê tôi à, hơi lớn tuổi vậy thôi. Biểu tôi cho cổ thời gian suy nghĩ. Tôi nghĩ tôi có nên ăn bận lại cho trẻ trung hay không. Thì cũng đúng, tôi đi chơi với cổ giống hệt như là cha với con. À đúng rồi, có phải cô Tâm chơi anh nhỏ hơn cổ hay không hả? Có nhỏ hơn cổ hay không, bây giờ hết ý nghĩa rồi. Tôi cũng biết anh có phiền phức của anh, tôi nghĩ anh không giúp được cho tôi đâu. Sorry. Đâu có gì đâu, thôi tôi đi đó. Ê, tôi có xe để tôi lên đi. Mấy con đường thôi. Đâu có sao. À được, qua bên đi. Cảm ơn nhiều. Thôi đừng có phiền phức quá, mọi việc thả thoải mái đi, phó mặc tự nhiên. Anh Sanh, anh Sanh nè, chờ tôi chút. Anh Sanh nè, anh sao đúng lúc quá vậy? Tôi mới vừa ăn cơm xong với bạn bè, còn định là muốn gặp anh rồi đó. Anh biết đi đâu chứ gì? Mua đồng hồ hả? Đúng, đúng, đúng rồi, đúng rồi. Anh Sanh à, cái này tốt không vậy? Tạm tạm thôi. Còn cái này? Cũng không có đẹp. Bốn cái này tuy rằng là kiểu hàng nhất, nhưng mà cô Tâm sẽ thích cái này. Thiết kế chỉ có dài dặn, phù hợp với tính tình của cổ, là có phong cách của hàng sang, xứng với địa vị của cổ. Ông này thiệt là có nhãn quan ha. Cái đồng hồ này là gì để chúc mừng họ sáng lập sửa đồng hồ 50 năm mới phát hành.
Nè, nó là cái loại đồng hồ độc nhất vô nhị. Cả thế giới phát hành hạn chế có 50 cái thôi. Ở mặt sau không có ký hiệu, tức là đồ dởm. Vậy à? Thôi được, tôi mua cái này. Cảm ơn. Anh Sanh à, thật không ngờ nhãn quan của anh thiệt là khá đó nha. Cái đồng hồ này mới đúng vừa lịch sự, vừa thích hợp với địa vị của cổ. Còn là cái đồng hồ đang đeo đó, vừa bình dân mà không lịch sự nữa. Cái này chỉ là để cho con nít đeo mà thôi. Anh Sanh à, cảm ơn anh đã giúp cho tôi nhiều quá. Những bí mật của hai đứa mình đó, đừng bao giờ nói vợ tôi biết nha. Bởi vì tôi muốn tạo một sự ngạc nhiên cho bà. Để tôi đi còn món khác nữa nha. Hả? Như thấy cái hai người này, thế giới của tôi chìm xuống. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Nếu như cái đồng hồ vẫn chạy bình thường và không biết có phải là một người trộm tốt hay không, tôi muốn mau mau tìm ra lý do. Anh à, mấy bữa nay đi đâu vậy? Con đi đâu? Đi con với bà xã. Đi uống rượu với bạn bè. Anh còn bạn ở đây sao? Vô phương thôi. Vợ của tôi tối ngày miệt mài làm việc, không có đi với tôi. Mận vốn nữa có phải không? Em à, lát nữa mình ăn cơm chung nha. Chúc nha ha. Được thôi. Như vậy phải bỏ cái tiền, giờ lại xuống xanh rồi. Tuấn Sanh à, lát nữa sau khi ăn cơm lập tức về lo xong bản kế hoạch giùm tôi nha. Được. Em à, lát nữa mình đi đâu đây? Tự nhiên tôi cảm thấy dường như có chút không ổn, nhưng mà tôi lại không biết mình nhìn thấy ổng đeo cái đồng hồ của mình, mình lại cảm thấy tức tử quá. Có lẽ là vì mình đã ganh tị. Rosa, hả? Bữa nay em có tiếp điện thoại của ông xã cô không? Không có. Ok. Ada, em có chuyển điện thoại của ông xã cô không? Em biết cô muốn hỏi cái gì rồi. Không có. Emily. Không, tại cô sợ ông xã của cô gọi điện thoại ra lộn ở ngoài này thôi. À, thôi được rồi, cứ làm việc đi. Cô Tâm à. Hả? Bữa nay cô đã hỏi mấy lần rồi, bụng đứa có chuyện hả? Đâu có, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Anh đi làm việc đi. Chuyện hả? Nói ra đi. Một người tính ngắn, hai người tính dài. Đâu có. Thì không có gì đâu. À đúng, cái đồng hồ của anh, ổng ham vui đeo lên tay, nhưng mà tôi sẽ đem trả lại cho anh nhanh chóng. Xin lỗi nha. Mình dường như đã xa lạ nhiều rồi. Đâu phải. Cái đồng hồ đó là chuyện nhỏ. Tại sao Tâm có chuyện không nói với tôi? Tôi chưa chắc giúp được cho Tâm, nhưng cách ra của người chịu nghe Tâm nói có lẽ thoải mái hơn. Không, bữa nay sao đặc biệt muốn gặp ổng quá. Cô có gọi cho ổng hay không? Gọi không ai nghe. Có nhiều khi ổng ăn cơm với bạn bè không có nghe điện thoại. Điện thoại của vợ mà cũng không nghe. Mỗi một người đều có cái thói quen riêng rẽ. Ủa anh Sanh, đúng lúc quá vậy. Sao lần nào con gặp anh ở đây đó?
Lên xe đi. Anh muốn chở luôn tôi à? Nhưng tôi có hẹn bạn bè ăn cơm gần đây đó. Đi về 3 bước là tới ngày thôi. Lên xe đi rồi nói. Ok. Nè anh Xanh à, tôi chỉ hẹn bạn bè cũng được phía bên thôi. Để tôi đưa anh về khách sạn. Giờ con bữa nay tâm trạng buồn chồn, tối ngày cứ hỏi anh có gọi tới hay không. Thì là khùng quá đi. Bộ cho rằng vợ nhớ chồng là khùng đó hả? Anh không mở điện thoại. Tôi cố tình không mở điện thoại đó. Ủa anh Xanh à, anh làm gì vậy? Tôi cố tình không gọi điện thoại cho bà, chủ yếu là để cho bà quýnh quán lên. Tới lúc mình tới chỗ bà sẽ mừng quýnh lên mà thôi. Sự thật là chuyện gì? Vợ của tôi không nói chuyện cho anh biết hay sao? Anh Xanh à, tối nay có tới nhà tôi ăn cơm, lúc đó anh sẽ hiểu rõ ngay. Hồi nãy tôi có nghe ai mở cửa mà. Lỗ tai chị thính quá ha, ở dưới lầu mở cửa mà chị cũng nghe được sao? Thôi tôi đi nấu cơm. Tối nay đi ăn cơm thật ra là chuyện xấu hay chuyện tốt đây? Tốt xấu tự mình biết. Ít ra tôi sẽ nhìn thấy ông có phải là người chồng tốt hay không. Em à, em à. Anh về đó hả? Em à, anh không có quên đâu. Mình kết hôn đã 8 năm rồi. Anh hy vọng lúc nào cũng thương yêu nhau như vậy. Bó hoa này tặng cho em nè. Ông xã. Bà xã. Có cần xài phí tặng bó hoa lớn như vậy hay không? Khi đi à, đâu có tốn kém. Bởi vì tôi muốn bù lại lễ tình nhân không có tặng quà. Cũng phải cảm ơn cậu Xanh thường hay nhắc tôi. Kỳ rồi không có tặng quà. Thật ra thì tôi không có biết phải bù đắp lại như thế nào cho vợ của tôi. Anh Xanh à, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Cho nên bữa nay mời anh tới để cùng chia sẻ cái nỗi vui sướng với vợ chồng tôi. Trần Đức Phương tôi một lần nữa xin cầu hôn với vợ tôi là Mã Huệ Tâm. 100 đóa hoa hồng này tôi hy vọng từ năm thứ 9 cho tới 100 năm lúc nào cũng yêu nhau mãi mãi. Em à, anh xin cưới với em chấp nhận không? Chiếc nhẫn cưới đó lúc thì đeo, lúc thì không đeo. Phải có vấn đề gì không? Có. Thông thường cái người đeo nhẫn cưới rồi không bao giờ cởi ra đâu. Đi tắm cũng không có cởi. Vậy là sao? Đã từng có một người khi mà gặp cô A thì cởi cái chiếc nhẫn của cái cô B xuống để mà đi gặp cái cô A. Tới khi gặp cô B thì cởi chiếc nhẫn của cô A xuống để mà đi gặp cô B. Vậy thằng đàn ông đó thật là khốn kiếp đó nha. Thằng đàn ông đó là tôi. Năm đó tôi 24 tuổi, kết hôn lần thứ 6, một kiếm hai. Ý anh muốn nói là có bà khác nữa? Có lẽ là như vậy. Để tôi đi kiếm ổng. Ý, ổng có nói cho anh biết sao? Anh là cái gì của ổng? Quay, tính giùm cái coi. Đang tính nè. Có, mình phải dò xét ổng. Chuyến này à, cả toán mình đều phải ra tay. Đi. Bữa nay là ngày thứ ba, nó cũng là ngày quyết định Trần Đức Phương là một người như thế nào. Tôi sẽ giải trần ra hết. Ba. Ba.
bà có sao không vậy? Bà có sao không vậy? Nè. Để tôi ra mặt cho. Để tôi giới thiệu nha. Tôi kêu lại sếp bảo vệ của khách sạn Duy Kinh, cũng tức là bạn làm chung sở với cô Tâm đó ha. Sao đúng lúc quá vậy? Thôi được, mời ngồi, mời ngồi. Tôi ra ngoài kiếm mấy chỗ để ăn trưa, khi ăn xong rồi lập tức trở về làm việc. Tôi bước vô đây có người, sao mà tôi thấy hình như quen quá đi à. Thật ra tôi thường hay luôn vô sở kiếm vợ tôi, ai cũng quen tôi lắm mà. Cũng may tôi không có đi bài nhảy, bởi vì vợ tôi có nhiều bạn tên lắm đó. Thì tôi nghe người ta nói ông thương vợ của ông lắm. Tôi nghĩ ha, ông đối với đàn bà chắc chắn là có cách dữ lắm. Có đúng vậy không? Có phải ông bị trắc trở về tình yêu hay không? Bộ cái mặt của tôi có khác sẵn hay sao đây chứ? Ông có việc nói ra đi, tôi sẽ chia sẻ giùm cho ông. Không, tao thì ông nói cho tôi biết đi, làm như thế nào mới được làm một người đàn bà chứ hả? Tại sao tự nhiên lại có thích thú muốn biết con người của ông Đức vậy hả? Nói thiệt nha, cô quen với Đức làm như vậy cảm thấy ông thế nào? Thì trước nhất anh nói thẳng với tôi, tại sao anh phải nhắc ổng về chuyện lễ tình nhân? Phải, tôi công nhận cách làm của tôi kỳ rồi không phải là như quân mình chính đại. Nhưng mà tôi đã từng nói, nếu như ổng không phải là một người chồng tốt. Anh lấy tư cách gì để bình phẩm người ta không phải là người chồng tốt? Chỉ vì lễ tình nhân tặng quà cho vợ người ta đó hả? Cả điện thoại cũng không gọi đấy nha. Sự sơ sót là bệnh bình thường của đàn ông đó mà. Thỉnh thoảng sơ ý thì cũng có thể tha thứ, còn nếu như cứ thường sơ sót hoài có thể làm cho đối phương bị phương hại chứ. Anh cảm thấy Maggie có cảm giác bị phương hại sao? Tôi cảm thấy cô có cách nghĩ riêng từ cô Đức. Tại sao không chịu nói ra? Cô tưởng như vậy là giúp cho cô Tâm hả? Hoặc là cuối cùng rồi sẽ làm hại tới cô. Tôi đã hỏi cô, cốt là chị muốn có thêm ý kiến, có nhiều sự cầu chứng. Tôi cũng không muốn để chủ quan của tôi làm cảm giác tới cách nhìn của tôi đối với ông Đức. Phải, tôi đối với ông đúng là có sự bình phẩm riêng của tôi. Nhưng mà cách nhìn của tôi, nếu như là một người đàn ông không có làm đường lỡ bước, không có làm những chuyện không quay đầu trở lại để rồi phương hại tới vợ của mình, thì người vợ với người đàn ông mình cảm thấy vui vẻ, thì tại sao mình còn phải nắng ra thêm nhiều chuyện để làm gì? Có khi nào sợ tốt bụng làm chuyện xấu không? Không nhất định phải đem định nghĩa đau thương hoặc lời vui vẻ để mà thổ lộ cho người khác biết. Nhiều khi chưa chắc là đúng. Bắt đầu từ bây giờ, tôi học hỏi làm sao phải trao trọn tấm lòng, đem kiếp đào hoa đó trở thành số đào hoa. Đây là kết quả của ba người đoạt lấy đó hả? Đúng. Vậy tức là sao? Ngân tài. Ngân tài. Hai bữa trước anh nhận được thông báo của một tập đoàn ở bên Hoa Kỳ, biểu qua bển làm việc mà. À đúng rồi, không thông qua bển phát triển đi. Đúng là hơi quê một chút, nhưng mà Nam Nhi đại trượng phu, sao gì không có vợ chứ. Bà Tâm quả thật là tốt lắm, nhưng mà chồng của bà đó càng tốt hơn.
tôi chẳng nói với tôi. Tất cả đều do tôi đoán thôi. Tôi vẫn cảm thấy rất là kỳ lạ. Tại sao anh chàng trẻ làm gì trong một văn phòng? Tại sao không bao giờ chịu đeo đồng hồ? Có phải là cậu thương vợ tôi lắm hay không? Xin lỗi nha, cậu Xanh. Có lẽ tôi nói chuyện hơi trực tiếp một chút. Nhưng mà tôi đã thân cận với anh mấy ngày qua, sợ trở thành bạn bè. Dù như thế nào tôi cũng cảm giác được. Nếu như tôi nói phải thì anh sẽ sao? Đó là sự hãnh diện của tôi. Thì ra giờ của tôi vẫn còn sức thu hút. Anh nói sai rồi. Đồng hồ đó không phải của tôi. Huệ Tâm quả thực là một cô sếp rất chịu làm nhân viên. Cho nên tôi cảm thấy cổ là một bà vợ rất tốt. Nhưng mà anh cũng là một ông chồng rất tốt. Cho dù tôi thực tình yêu cổ, tôi cũng biết thân và rút lui. Bye bye. Anh Sơn, anh có ba người bạn tốt như em, Peter, Samson. Anh nên vui mừng mới là đúng. Cảm ơn. Tuyệt đối đáng để kính trọng. Nhưng mà nếu anh chọn lối bỏ cuộc, không làm khó người mình đã yêu, thì càng quý hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ qua Mỹ. Nếu như anh đi qua Mỹ là vì lý tưởng với tương lai, thì tôi chúc mừng anh. Còn nếu như là trốn tránh, tôi khuyên anh nên ở lại đây. Người đi mà lòng ở lại thì càng đau khổ hơn. Tôi muốn gặp cậu thêm một lần. Cô có biết bắt cờ không? Người biết bắt cờ đó sẽ như là cục cờ sắp tan. Lẽ ra một giấc cờ còn thật tốt, hai người có thể rất vui vẻ. Nhưng mà lại xui khiến có người không có tư cách, mà lại dứt khoát buộc người ta cho chơi, làm cho tới đôi bên phải mất vui. Xin lỗi nha. Anh có lỗi gì với tôi đâu. Thân cận với anh bao lâu nay, tôi thiệt vui vẻ lắm. Thiệt hả? Ừ. Tôi nghĩ tới lúc tôi phải ra đi. Anh Xanh à, anh đâu có làm điều gì sai trái. Không dứt khoát làm sai trái mới đi. Nếu như bà không nên ở lại thì phải nên ra đi. Vậy anh phải nói cho tôi biết, có phải là anh đi rồi lòng của anh sẽ thoải mái hơn không? Không phải. Được. Vậy thì anh cho tôi biết lý do mà anh đi. Xanh à, thực ra anh đâu có làm điều gì sai trái. Nè, nếu như anh ôm ấp trong lòng sự áy náy mà ra đi, sorry nha, tôi không cho phép. Thiệt như vậy? Ừ. Không giống như là cô Tâm hồi xưa nha. Thì đã quen anh lâu rồi, đừng có quên rằng mình là chiến hữu sát cánh đó nha. Không, thôi vậy đi, anh cứ nghỉ ngơi trước
bất luận anh có đi đâu chơi cũng được. Tôi cho anh nghỉ phép không lương có được không? Dứt khoát vậy đi. Cái đồng hồ đẹp quá. Ta xem làm gì? Sợ tôi khó chịu hả? Yên tâm đi, cái đồng hồ này do chồng của cô tặng, tôi cũng có công trong đó. Thiệt hả? Tôi thì thích cái đồng hồ này lắm đó nhờ. Thiệt đó. Có thể cho tôi có tỷ lệ không? Ừ. Không thích trả lại cho anh tặng cho người khác. Chuyện đơn giản thôi. Xấu à. Anh Thành tiến tới Tán Thành, dịch trận cái bộ mặt của Trần Đức Phương để đoạt lại Mã Quệ Tâm về. Cô, Mã Quệ Tâm là một người thật là tốt, không nên có người chồng như thế này. Đúng rồi, hãy bất trung với vợ, có nói cách nào cũng không có đúng. Có lẽ tôi đã học được nhiều cái ở nơi Kích Thi. Bất luận chuyện đó đúng hay là sai, đều phải đem cái góc độ đó đặt trở lại con người. Bất luận Trần Đức Phương đó có phải đụng đầu vui đó hay không, nhưng về bề mặt, ông thì tốt với cô Tâm lắm. Cô Tâm cũng cảm thấy cậu rất là hạnh phúc. Nếu dịch trần cái bộ mặt thật của ông ta ra, cô ta có chấp nhận được không? Tới lúc đó, có lẽ là tôi đã phá hoại sự hạnh phúc của cô ta. Do trời quyết định. Hết thì phải đi, chữ thì không đi. Sao không hả? Không gì. Tại sao lại kỳ vậy? Hả? Anh Sanh à, anh làm cho tôi điếng hồn luôn. Tôi tưởng anh đụng chết ổng rồi đấy chứ. Xin lỗi, tại đêm qua tôi mất ngủ. Không sao đâu, không sao đâu. Là chuyện thường mà thôi. Bà Tâm, ngày mai tôi sẽ bay. Hay quá. Vậy thì đi chơi cho vui vẻ nha. Anh Khởi cần phải lo ở chỗ này, bề nào cũng chẳng có gì làm. Anh trở về sẽ chừa lại chỗ cho anh. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo trọng cho tôi thiệt tốt. Tôi sẽ trở về nhanh chóng. Nhớ đem quà về đó nha. Ừ. Tôi sẽ nhất định. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.